Nào để chuyện bên bên 6:20 dừng lại nhá.
đến quay nào để khớp vừa đủ đến 3820 thôi, không phải 3821 là bắt đầu vừa khớp với video ngoài kia rồi. Phải chọn 12 number cho vừa đủ. Mới phản được 12 number. Hết 3820. Thôi dừng tại đây nhá.